Xin chào bà con cô bác anh chị, em là bác sĩ Phương, bác sĩ học cổ truyền, và hôm nay em sẽ tiếp tục đi lấy một cái vị thuốc mọc ngoài tự nhiên mà em đã để được, và đây chính là cái cỏ mương để em bào chế thành viên hoàn và kết hợp một số vị thuốc quý khác tạo thành một viên hoàn điều trị cái bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng này, trào ngược dạ dày, và đặc biệt ấy, là vi khuẩn HP dạ dày. Thì mời mọi người theo chân em theo cái quy trình mà cỏ mương này về thì sẽ làm như thế nào và để bào chế được cái viên hoàn để điều trị dạ dày. Và hôm nay tiện em cũng lấy để gửi cho một số bà con. Sau khi mà lấy cỏ mương này về rồi ấy, thì em sẽ tiếp tục quy trình là băm nhỏ, sau đó là phơi khô. Với những bà con mà cần cái dược liệu cỏ mương thì em đang gửi đi khắp cả nước. Còn ngoài ra ấy, chủ yếu là em lấy để em bào chế nên một cái viên hoàn gọi là hoàn vị nghịch. Đây chính là một viên hoàn mà em rất là tâm đắc, sản xuất để kết hợp với những vị thuốc quý như là cỏ mương này, hay là bồ công anh, dạ cẩm, lá khôi và nhiều vị thuốc quý khác, thì tạo thành viên hoàn điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, và đặc biệt là vi khuẩn HP đặc trị. Thì mọi người cần có thể liên hệ trực tiếp với em. Em là bác sĩ Phương, bác sĩ học cổ truyền, và số điện thoại của em là 0989 517 397, hoặc nhắn tin trực tiếp thì em sẽ gửi hàng khắp cả nước và miễn phí ship với liệu trình 1 tháng. Thì với 1 tháng ấy, thì giá chỉ vài trăm nghìn đồng thôi ạ. Thì mọi người mong mọi người vừa theo dõi chia sẻ cho video này nhiều người biết tới hơn ạ.